Xin chào anh chị, em là Tahi Phạm, trong thành viên của nhóm. Nhân dịp là sinh nhật thứ 7 của nhóm thì em gửi tới anh chị một số cái món quà nhỏ nhé, để góp vui cho hội và cũng chúc anh chị thật nhiều sức khỏe để em kinh doanh về mảng và vàng đá quý, để em cũng lấy chính sản phẩm của em ra để làm quà cho anh chị luôn nhá. Ok, em cảm ơn anh rất nhiều, chúc mọi người vui vẻ nhé.